nhằm tạo sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Chiều nay ngày 13 tháng 10, ngày doanh nhân Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Buổi họp mặt có sự tham dự của Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phòng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa và hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hội quán. Đây là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp đất Sen Hồng, đồng thời chúc mừng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhân ngày kỷ niệm 13 tháng 10 với chủ đề doanh nhân đất Sen Hồng cùng kiến tạo và chia sẻ giá trị. Mở đầu buổi họp mặt, ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phấn khởi chia sẻ với doanh nghiệp về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm. Với đà phát triển trong 9 tháng qua, dự kiến cả năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đồng Tháp sẽ đạt 9,11%, vượt kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những thành quả quan trọng này có phần đóng góp không nhỏ của quý doanh nhân và doanh nghiệp tỉnh nhà. Tại buổi họp mặt, các doanh nhân đã chia sẻ tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình, định hướng mới để phát triển trong thời gian tới. Sự gần gũi thân thiện và luôn đồng hành của lãnh đạo tỉnh qua mô hình cà phê doanh nghiệp tiếp tục được các doanh nhân đánh giá cao. Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong chúc mừng các doanh nhân trong ngày kỷ niệm và mong muốn doanh nhân đất sen hồng tiếp tục gắn bó, chia sẻ lẫn nhau, luôn đặt mình trong tâm thế của sự cạnh tranh và phải ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa. Bí thư tỉnh ủy chúc các doanh nhân nhiều sức khỏe, giàu sáng tạo và luôn thành công. Đối với các sở ngành tỉnh, ông Lê Quốc Phong đề nghị tăng cường cơ chế giải quyết trao đổi thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh và đúng quy định, đưa chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể hơn nữa vì sự phát triển chung của quê hương Đồng Tháp. Cũng trong dịp này, hội doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp và hội nữ doanh nhân tỉnh tiếp tục kết nạp hội viên mới.